Tao hỏi ngươi, bắt đầu từ khi nào mà nhà ngươi đã bắt đầu nghi ngờ ta vậy? Quyền lệnh Phương Khắc bị giết, Lý Mỗ đã đi trước một bước tạo hiện trường giả. Nhưng mà ta biết khó mà che mắt được Kinh đại nhân. Bởi vậy cuối cùng ta cho đại nhân ai cũng có thu hoạch của mình hết, không phải sao? Không tồi. Cái chết của Phương Khắc đúng là rất kỳ quái. Ngươi và Quốc Trì hiệu quý đồng thời xuất hiện tại dịch quán chắc chắn không phải là trùng hợp. Nhưng mà ai cũng có thu hoạch, nói vậy là sao? Nếu Kinh đại nhân cho rằng Lý Mỗ và Quốc Trì Phương bỗng nhiên xuất hiện tại hiện trường dù hành thích không phải là trùng hợp, vậy đương nhiên Kinh đại nhân cũng đã hiểu ra Lý Mỗ đã phỏng đoán được động cơ giết người của vụ án. Còn Kinh đại nhân đã nắm được hướng điều tra phá án của đối thủ, đó không phải là thu hoạch hay sao? Đương nhiên. Còn thu hoạch của Lý Mỗ, đó là phát hiện ra manh mối của Kinh đại nhân trong phòng của Phương Khắc kia kìa. Manh mối của ta sao? Tuy nói việc hành thích Phương Khắc đã để ngươi đi trước ta một bước rồi, nhưng ta cũng đã rút lui an toàn. Không đâu, cái này rất đơn giản. Kinh đại nhân có biết rằng Tùy Ý Lâu của Lý Mỗ nổi tiếng nhất là cái gì không vậy hả? Đương nhiên là rượu đào hoa. Không sai. Muốn nấu được rượu ngon nhất đó, nguyên liệu và công phu chỉ là thứ yếu thôi. Quan trọng nhất chính là khứu giác nhạy bén. Lúc nào đưa vào hầm, lúc nào pha chế rượu, mũi và lưỡi đã phải cảm nhận được sự khác biệt cực nhỏ. Đó chính là sở trường của Lý Mỗ đó, thưa đại nhân. Nói những lời dớ dẫn đó có liên quan gì tới ta chứ? Đương nhiên là có rồi. Sau khi giết chết Phương Khắc thì Kinh đại nhân, đại nhân có nhớ đã từng vào trong phòng của dịch quán hay không vậy? Không sai, ta vào phòng của hắn là vì muốn kiểm tra kết quả việc hắn bị giết. Giết người mất mạng, kiểm tra là việc hợp lý. Chỉ có điều kiểm tra không có kết quả lại để sơ hở cho Lý Mỗ phát hiện ra mọi chuyện. Sơ hở? Sơ hở nào chứ? Là rượu đào hoa của ngươi sao? Là mùi của Thanh Háo. Chính là mùi mà Lý Mỗ ngửi thấy trên người Kinh đại nhân khi ở cung đường của nha môn Trường Sử. Cái mùi đó làm Lý Mỗ hoài nghi đại nhân. Không lẽ chỉ dựa vào mùi đó thôi sao? Tiếp theo đó, Kinh đại nhân muốn dừng nhưng mà dừng không được. Tình thế bắt buộc phải liều lĩnh, một lần nữa lại tạo ra vụ hành thích tại hạ, dẹp Trần Lục giết Trưởng Sử để dễ bề giết người diệt khẩu. Do đó, đối với ta và Trần Lục mà nói, chết không có đối chứng. Vụ quyết án Trường An chẳng phải do Du Hiệp lệnh làm, còn động cơ gây án của đại nhân vẫn được giấu nghiêm ngặt không ai biết hay sao chứ? Đây chính là nhân quả mà ngươi nói sao? Đại nhân là người suy nghĩ tỉ mỉ, nhưng kế hoạch để Trưởng Sử đại nhân ra ngoài để dụ địch có thể nói rất là sơ sót. Đại khái rõ ràng biết là dụ địch, dựa vào đôi mắt sắc nhọn của đại nhân sớm đã phát hiện ra Trần Lục đang có mai phục, nhưng cố tình làm như không biết, lại để cho hắn ung dung bắn viên đạn vào trong kiệu. Mà đúng lúc trong kiệu đang là tối. Bảo vệ đại nhân. Đại nhân biết rất rõ là tôi đang ở trong kiệu. Đó được gọi là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Quy luật trong đó còn bất biến hơn cả quy luật hải triều. Sự dằn động của các vì sao? Nếu bất thường, đó được gọi là sơ hở đó.
Trước đó Lý Mỗ thông báo cho đạo trưởng bằng hữu, bảo ông ấy bám theo Kiệu Quan. Một khi phát hiện ra thích khách, ông ấy phải ra tay trước đại nhân mới được. Tiếp theo đó, sự mất tích của Trần Lục càng làm cho ngươi cảm thấy có lòng tin nắm chắc phần thắng, có phải vậy không? Đương nhiên rồi, nếu không sao kinh đại nhân lại đuổi theo Lý Mộ đến tận cái nơi này? Lý Thuần Phong, cứ cho là bây giờ ngươi đã biết tất cả rồi, cũng không còn gì quan trọng nữa. Việc này liên quan đến sự sống chết của các huynh đệ, bất luận ra sao kinh mổ cũng không thể để ngươi sống sót. Thật ra ngươi không đáng tội chết, chỉ đáng tiếc là ngươi quá thông minh, ngươi buộc phải chết. Lý Mỗ chết không có tiếc, chỉ là có một chuyện Lý Mỗ vẫn hiểu hoài không ra. Ngươi sắp chết, kinh mổ thỏa mãn cho ngươi, nói đi. Ngài là một bổ khoái tiếng tăm lẫy lừng trong cả nước, có vợ hiền con ngoan, tại sao bây giờ lại trở thành một hung thủ gây ra vụ quyết án này như vậy chứ? Hung thủ? Lý Thuần Phong, đợi sau khi ngươi chết rồi, ngươi đi hỏi những kẻ bị giết dưới tay ta, họ sẽ nói cho ngươi biết ai mới thật sự là hung thủ. Lúc đó ngươi mới biết hung thủ thật sự là ai. Trời ơi. Lý Thuần Phong, ngươi đã dùng tà thuật gì vậy? Ê, đại nhân còn nhớ vết thương cũ ngày hôm qua không vậy? Đó chính là Xuân Phong Tán. Chỉ cần đại nhân tức giận nổi nóng, tâm trạng bị kích động, dược tính sẽ phát tác, trong vòng nửa ngày toàn thân mất hết sức lực, y chang như vậy đó. Lý Thuần Phong, ngươi thật bỉ ổi. Rốt cuộc là ngươi muốn gì đấy? Ta hả? Thật ra có muốn gì đâu, ta chỉ muốn tắm nắng, câu cá chơi vậy mà. Kinh đại nhân, kinh đại nhân, ta sao quên làm vậy? Ta mà không chết, việc này mãi mãi sẽ không dừng lại. Nhưng mà những người ta giết đều xứng đáng. Lý tiên sinh, ngươi hãy hứa với ta sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Vợ con Trần Lục cũng sẽ bình an vô sự. Ngươi... Nhờ tiên sinh
giao cái này cho Võ Nhi của ta được không? Làm ơn. Đại nhân.